Dù chưa bị các cầu thủ tác động gì lên người, trọng tài chính vẫn ngã lăn ra sân rồi ông ôm mặt tỏ vẻ đau đớn như vừa bị đánh. Cụ thể, sau khi quyết định rút ra chiếc thẻ đỏ trước quyền thi đấu của một cầu thủ bên phía Mirassol, trọng tài chính Rodrigo đã bị một vài cầu thủ của đội này vây quanh phản đối. Chỉ vài giây sau, vị vua áo đen bất ngờ ngã lăn ra sân, ôm mặt đau đớn như thể vừa bị dính đòn. Ngay sau đó, trọng tài biên và lực lượng an ninh phải vào sân can thiệp trước khi tình hình trở nên căng thẳng hơn. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và đặt chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Có nhiều khoảnh khắc xảy ra trong bóng đá mà đôi khi bạn không biết nên phản ứng như thế nào. Bởi lẽ đôi khi nó vừa buồn lại vừa tức cười, giống như những hình ảnh sau đây. Không biết có phải Erling Haaland đang cố uống món nước ép mà mẹ chuẩn bị hay không, nhưng có vẻ nó thực sự hơi chua. Tại World Cup 2014, Lavezzi chỉ là kép phụ cho các chân sút như là Messi, Aguero. Có thể vì điều này mà anh cảm thấy không hài lòng khi bị huấn luyện viên Sabella nhắc nhở chiến thuật. David Silva đã có một tình huống khi đối mặt với thủ thành đối phương ở tư thế thoải mái, nhưng đó lại là một pha bỏ lỡ đáng tiếc. Và đây là một pha đá phạt mà có lẽ chính cầu thủ áo trắng cũng không hiểu mình đang làm gì. Xét về mặt tích cực thì có lẽ sự hiện diện của trọng tài ngay tại vị trí đó đã giúp cho hai cầu thủ tránh được một pha va chạm. Có lẽ ông ấy nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn ổn hơn so với vị vua áo đen này. Bất ngờ đá giày vào háng của đối thủ là cách mà cầu thủ Osput này nghĩ để mà thu hút sự chú ý từ trọng tài biên khi chiếc giày của anh ta đã bị văng ra. Không rõ trọng tài có hảo cảm hơn không khi bị một cầu thủ nhầm lẫn và xem ông ta là đồng đội. Có vẻ như khi nhận lấy thứ gì thì trước đó phải nói lời cảm ơn chăng? Chẳng cần một cuộc cách mạng nào khác để thủ môn phải bỏ khung thành mà tham gia tấn công. Các anh chỉ cần luyện tập những cú phát bóng thế này thì cũng có cơ hội ghi được bàn thắng thế kỷ rồi. Đừng nói là đi xem bóng, kể cả đi ngủ thì son môi cũng là thứ không thể thiếu với các chị em. Bóng đá sẽ khó tìm thấy thẻ phạt và bớt phần mâu thuẫn khi các va chạm cứ giải quyết và kết thúc đáng yêu thế này. Khi bạn không từ bỏ thì nỗ lực sẽ được đền đáp giống như cầu thủ với pha gấp bóng ghi bàn bất ngờ kia. Có lẽ sau khi chiến thắng đối thủ với kết quả 2-1 thì huấn luyện viên Tuchel mới có thể vui vẻ mà nói về pha phản lưới lóng ngóng của Rudiger rằng khi chưa có bàn vào lưới đối thủ, chúng tôi tạm ghi bàn vào lưới nhà. Trọng tài đôi khi vô tình trở thành cầu thủ khi đập phải vào bóng. Và đối với tình huống như thế này thì cô cũng chỉ có thể nói lời áy náy chứ không giúp được gì hơn. Nếu bạn có ý định sở hữu cho mình một bộ sưu tập những thẻ phạt đáng nhớ thì cách làm khi không thể theo kịp đối phương của cầu thủ này cũng là một biện pháp đáng để thử. Dùng giày để dẫm đạp đối thủ là một trong những tiểu xảo mà một số cầu thủ có thể nghĩ ra nhằm qua mắt trọng tài trong nhiều tình huống tranh chấp bóng. Đó có thể sẽ là một pha phản công cực nhanh nếu như cú sút của thủ thành này không đập vào một cầu thủ, vô tình kiến tạo cho đối thủ thì chỉ có thể tự nhận rằng mình xui thôi. Sau sai lầm khó tin ở phút bù giờ và tạo cơ hội cho đối thủ gỡ hòa, thủ môn của bờ biển Nga đã phải giả vờ chấn thương để rời sân cho bớt thẹn. Nói chung thì đôi khi có những tình huống mà bạn sẽ không ngờ tới được nếu như mà chủ quan. Tất nhiên, với pha lỡ trớn của thủ môn khi lao vào tấm bảng quảng cáo, người ta sẽ chỉ cười một miếng. Nhưng nếu đó là một sai lầm không đáng và tặng điểm cho đối phương thì đây mới thực sự là một chuyện khó coi. Euro 2016, Simone Zaza đã vào sân ở phút 120 để đá penalty. Mặc dù trách nhiệm dành cho Zaza là rất lớn, nhưng xấu hổ hơn là động tác thực hiện của Zaza khiến cho nhiều người phải ngứa mắt, chưa kể là nó chẳng thành công.
Khoảng cách giữa người hùng và tội đồ có khi chỉ cách nhau trong một giây khi bạn chẳng thể giữ chặt một quả bóng. Không hiểu các bạn nghĩ gì, chứ nhìn anh đồng đội của Ibra lại cứ thấy tủi thân làm sao. Có thể bạn đã rất quen thuộc khi nghe đến bảng điện tử, nhưng đây mới là ông tổ của nó trước khi công nghệ được áp dụng. Cho dù đó có là ngôi sao lớn thì cũng không ít cầu thủ phải rơi vào tình huống bỏ lỡ khó tin như thế này, như Dele Alli. Và đó là một danh sách mà chẳng anh chàng nào muốn nhìn lại. Đó là thời điểm kết thúc nhiệm vụ tại Premier League. Vua thẻ Maidin đã đi xem một trận đấu tại League 2 và ông không khỏi khiến cho fan thích thú với màn ăn mừng cuồng nhiệt khi đội bóng yêu thích của mình giành chiến thắng. Nếu chúng ta vẫn còn tuân thủ được sự cẩn trọng trong thời kỳ của Covid như là cách ăn mừng của các cầu thủ Dortmund thì số ca dương tính đã không tăng cao như bây giờ. Có lẽ anh ấy cũng không chắc liệu động tác kỹ thuật này có hiệu quả không. Và đây là nỗi khổ khi bạn phải thi đấu trong một ngày đầy gió. Trận đấu có lẽ sẽ còn dài hơn nếu như mà xảy ra quá nhiều pha đá phạt thế này. Cho dù cầu thủ này không choáng váng thì người xem cũng bị sốc với sự cố của anh ấy. Trừ khi bụng của hậu vệ này đang có vấn đề rất tế nhị, nếu không thì chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cho tình trạng hết pin của anh ấy. Đó chính là anh ta ra sân thi đấu với mục đích làm nền và diễn hài cho trận bóng. Có người từng hỏi đâu mới là khoảng cách xa nhất trên thế giới? Và trong bóng đá, câu trả lời chính là khoảng cách suy nghĩ giữa hai người đồng đội. Rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, nhưng đôi lúc chúng ta không có lựa chọn, nhất là khi phải kiến tạo cho đối thủ ghi bàn. Nhưng ít ra tình huống vừa rồi còn đỡ hơn là cảm xúc khi bạn phải bỏ lỡ một bàn thắng 10-10. Hay là như khi phải đốt lưới nhà bất đắc dĩ, và đây là một cú sút vừa đau mặt vừa đau lòng. Anh chàng này hẳn là vừa định sút cũng vừa có ý định truyền, kết quả là tạo ra một pha bóng như vậy đây. Hẳn là cách ghi bàn này đã được cầu thủ phát hiện trong những lần anh chàng chơi pinball trong lúc rảnh rỗi. Hiện thực luôn tàn khốc khi bạn chỉ muốn làm một hậu vệ tốt, nhưng dòng đời đưa đẩy khiến cho bản thân phải làm tiền đạo cho đối thủ. Dù sao thì người hâm mộ vẫn còn có thể thông cảm cho anh ấy, nhưng sẽ hơi khó lý giải vì sao cầu thủ này lại có hành động như một thủ môn thực thụ. Có thể bạn không ghi bàn, nhưng cách ăn mừng phải luôn được tập dượt, cho dù có ngồi trên ghế dự bị. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.